Bài 10.9. Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng? Đáp án A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi chỉ số. Đáp án B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện. Đáp án C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi chỉ điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện. Đáp án D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch. Đáp án đúng nhất là đáp án D. Để lựa chọn câu này cho đúng thì phải nhớ đến kiến thức cơ bản là biến trở là một dụng cụ có thể là thay đổi được biến trở, được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch hoặc hệ điện thế trong mạch. Do đó đáp án A, B, C là đúng, đáp án D là sai, nên chọn đáp án D.